Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Dr. Pet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa bà con, trong tiết trời lạnh và hanh khô của mùa đông miền Bắc, rất phù hợp cho các bệnh đường hô hấp xảy ra, diễn biến nghiêm trọng. Sẽ không khó khăn để bắt gặp những cái tình trạng ho, hen ở gia cầm, trâu, bò, dê, cừu. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hóa dược hiện nay, rất nhiều dòng kháng sinh mới có nhiều ưu điểm vượt trội đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng điều trị như Doxy, Gentamicin, Ceftefur, Mycophenolate, Tulathromycin, Tilosin hay Tiamulin v.v. Các hiện tượng hô hấp ở vật nuôi dễ dàng được xử lý và điều trị dứt điểm hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những bệnh đường hô hấp được điều trị hiệu quả và có kết quả tốt thì có không ít những phản hồi của bà con đã gửi về theo đường dây nóng của chương trình như sau. Tôi đã sử dụng rất là nhiều thuốc điều trị hô hấp thế hệ mới theo đúng phác đồ và liệu trình điều trị. Tuy nhiên, tình trạng ho của đàn vật nuôi của nhà tôi không được cải thiện. Vậy đâu là lý do của hiện tượng này? Mời bà con hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên đề ngày hôm nay nhé! Thưa bà con, hội chứng hô hấp ở vật nuôi được định nghĩa là những tổn thương trên đường hô hấp gây ra bởi các nguyên nhân khác nhau dẫn đến những hiện tượng bất thường trên đường hô hấp như chảy nước mũi, khó thở, thở tạo âm ran, ho kéo dài hoặc là ho hứng hắng từng tiếng, từng cơn. Theo thống kê và phân loại, các nguyên nhân được nhắc đến ở đây được phân loại ra thành các nhóm như sau. Nhóm thứ nhất, đây là nhóm nguyên nhân thường gặp nhất, đó là do các vi khuẩn gram xương gây ra như Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus hay Mycoplasma. Các bệnh đường hô hấp gây ra bởi nhóm nguyên nhân này có thể dễ dàng được điều trị một cách hiệu quả bởi các dòng kháng sinh đặc hiệu mà tôi đã nêu ra như ở trên. Cụ thể hơn, quý bà con có thể tham khảo một số dòng sản phẩm như sau. Septinel 50, Marbolan 200, Tiamulin, Doxin 200WS, Doxy 200WS của Interchemi Hà Lan, hay quý vị có thể tham khảo những sản phẩm như Marbosin, Tulavicin, v.v. Thứ hai, đây là nhóm nguyên nhân virus. Đây là nhóm nguyên nhân mà gây ra các bệnh đường hô hấp với khả năng lây lan ra toàn đàn với tốc độ nhanh hơn so với cái nguyên nhân vi khuẩn mà tôi đã nêu ở trên. Quý vị có thể thấy những virus như là Orthomycipidae gây ra bệnh cúm, hay Paramycipidae gây ra bệnh Newcastle, hay Coronavicidae gây ra bệnh IB ở trên gia cầm, Hepatvicidae gây ra bệnh ILT. Đối với những cái bệnh mà gây ra bởi cái nhóm nguyên nhân này thì kháng sinh dù có cao cấp đến mấy cũng không xử lý được bệnh. Thậm chí việc chẩn đoán sai và sử dụng kháng sinh trong các trường ca bệnh này có thể làm cho tỷ lệ chết của đàn cao và nhanh hơn. Thứ ba, nguyên nhân là do nấm. Đây là nhóm nguyên nhân rất hay thường gặp ở trên gia cầm, thưa quý vị. Việc điều trị nhóm nguyên nhân này phải sử dụng những cái hóa dược đặc trị riêng như là nystatin hay là đồng sunfat v.v. với một liệu trình tương đối dài và liên tục nhằm triệt tiêu tận gốc nấm. Thứ tư, đó là nguyên nhân do run phổi. Đây chính là nhóm nguyên nhân mà bà con ít nghĩ đến nhất. Nếu bà con dùng kháng sinh điều trị hô hấp trong các trường hợp này thì run phổi không được tiêu diệt và tất nhiên là những cái triệu chứng trên bệnh đường hô hấp cũng không được cải thiện. Thuốc được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp này đó là những cái thuốc thuộc dòng Ivermectin. Quý vị có thể tham khảo đến sản phẩm Intermectin của Interchemi được phân phối bởi công ty Minh Long với liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất và khoảng cách giữa hai lần dùng thuốc của quý vị đó là cách nhau 5 đến 7 ngày. Như vậy, nếu bà con gặp trường hợp sử dụng nhiều thuốc hô hấp thế hệ mới, đúng liệu trình và đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng tình trạng ho vẫn không được cải thiện thì nguyên nhân mà quý vị có thể nghĩ đến đó là nguyên nhân thứ hai, thứ ba và thứ tư. Tuy nhiên, làm thế nào để nhận biết được vật nuôi nhà mình đang bị hô hấp hay là hen do vi khuẩn, do virus, do nấm hay là do giun phổi thì đó là một vấn đề mà quý vị cần trao dồi và tham khảo thêm. Chúng tôi sẽ gửi đến cho bà con những video tiếp theo để có hướng dẫn cụ thể hơn. Bà con hãy nhớ nhấn nút like, share và đặc biệt nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video hữu ích nào của chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!